Công an Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung, 38 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, trong đường dây mua bán hóa đơn giả liên quan đến vụ buôn lậu sản xuất xăng giả với tang vật gần 2,7 triệu lít xăng giả, hơn 100 tỷ đồng tiền mặt mà Công an tỉnh này phối hợp với Bộ Công an triệt phá. Theo điều tra, Lê Thanh Trung là ông trùm trong đường dây buôn lậu sản xuất xăng giả với vai trò hết sức quan trọng. Khám xét nhà của Trung, công an thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu hóa đơn, thu giữ 27 con dấu của nhiều công ty khác nhau do Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc công ty.